Nếu không phải là một người mắc hội chứng sợ độ cao thì mời quý vị cùng tôi trải nghiệm cây cầu mới được khánh thành, được mệnh danh là nấc thang lên thiên đường của nước Đức này. Cái tên nói lên tất cả. Có thể là những hình ảnh này sẽ khiến bạn phần nào tim đập chân run. Kết cấu thép này có tên là Skywalk, chiều dài 664m, nằm trên độ cao khoảng 100m và nặng 120 tấn. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là cây cầu treo không trụ đỡ dài nhất thế giới, dành riêng cho người đi bộ. Khi đi bộ trên cầu, phần thưởng của du khách mê mạo hiểm sẽ là khung cảnh tuyệt đẹp của núi Winlingen, cũng như là dốc trượt phía dưới.